Quý vị đang đến với chương trình Giờ Kết Sổ trên kênh truyền hình FBC. Tôi là Nguyên Thảo. Trong phần đầu của chương trình ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng điểm qua những diễn biến của thị trường trong phiên ngày 20 tháng 6 qua phần trao đổi cùng với anh Lê Anh Trí, là trưởng phòng môi giới đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh Anh Trí ạ. Thanh, theo quan sát của chúng tôi thì thị trường chứng khoán trong phiên ngày đầu tuần có vẻ giao dịch là thận trọng và tương đối giằng co. Đặc biệt là trong cái phiên sáng ngày hôm nay thì anh có thấy như vậy không ạ? Thì đúng là cái sự quan sát của Nguyên Thảo và quý nhà đầu tư cũng có thể dễ dàng nhận thấy là trong cái phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường bước vào đầu tuần thì thường sẽ đón nhận nhiều thông tin mới trong tuần giao dịch này, đặc biệt là sau cái việc ETF đã cơ cấu xong danh mục vào tuần giao dịch trước thì nhà đầu tư đang đón nhận một số thông tin quan trọng về thị trường tài chính thế giới. Thì cái sự mà thận trọng của nhà đầu tư trong phiên sáng nay là tương đối dễ hiểu, và với cái việc mà thị trường sáng nay giằng co quanh ngưỡng 620 điểm thì cho thấy là một cái sự thận trọng nhất định về mặt thanh khoản cũng như là tâm lý nhà đầu tư. Thì trên thị trường chúng tôi cũng nhận thấy là chỉ có một vài mã cổ phiếu có một cái nền tảng thông tin hỗ trợ đặc biệt thì mới có cái sự bật tăng mạnh hơn thị trường một chút, còn đa số các cổ phiếu là dao động trong cái biên độ tương đối hẹp, và cái tương quan giữa hai bên cổ phiếu, số lượng cổ phiếu tăng và số lượng cổ phiếu giảm thì nó chỉ ở một cái mức rất là hẹp và không có cái chênh lệch quá lớn. Dạ, nhưng mà trong phương chiều thì có vẻ thị trường cũng đã tích cực lên đúng không ạ? Đúng như vậy. Thì bước vào phiên giao dịch buổi chiều là một cái sự dòng tiền bật vào mạnh tương đối bất ngờ, theo quan điểm của tôi là như vậy. Vì khi một loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn và các cổ phiếu mà có nền tảng cơ bản như là FPT này, hoặc là một số cổ phiếu khác như là Binaco hoặc là Thế Giới Di Động, hoặc là rất nhiều nhóm cổ phiếu khác cùng bật tăng tương đối mạnh so với phiên giao dịch buổi sáng. Thì trong lúc tạm dừng trong phiên giao dịch buổi sáng thì thị trường chỉ tăng khoảng 2 điểm hơn, thì trong phiên giao dịch buổi chiều có lúc thị trường đã tăng được hơn 7 điểm. Đây là một cái sự tăng đáng kể so với phiên buổi sáng. Và chúng tôi nhận thấy là dòng tiền đã tập trung vào những cái nhóm dẫn dắt thị trường. Thì rất đáng tiếc là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì khi cái sự dẫn dắt đáng chú ý nhất thuộc về Vincom và một số cổ phiếu cơ bản khác thì cái Vinamilk vẫn chưa có sự tham gia trở lại sau cái đợt mà SCC có thông tin về việc là sẽ chưa thực hiện thoái vốn trong năm nay. Thì Vinamilk đang có một sự bật tăng chưa được mạnh so với các nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản khác. Thì đây là một điều hơi đáng tiếc trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tuy nhiên thì cái sự mà bật tăng mạnh trong phiên giao dịch buổi chiều thì đem lại một cái tâm lý tương đối hứng khởi hơn cho nhà đầu tư so với phiên giao dịch buổi sáng. Và tôi cũng kỳ vọng rằng là trong phiên giao dịch buổi chiều như vậy thì nó sẽ lan tỏa được cái sự tích cực hơn trong các phiên giao dịch tiếp theo. Dạ. Vậy xu hướng phân hóa các cổ phiếu trong phiên ngày 20 tháng 6 thì nó có rõ ràng không thưa anh? Với quan điểm của tôi thì sự phân hóa là thực sự là rõ ràng. Dạ. Bởi các cái cổ phiếu mà đã có cái thông tin hỗ trợ trước đây thì dường như là không có động lực để tăng nữa, thì đã có cái sự sideways và đang thiết lập mặt bằng giá mới, và nhiều cổ phiếu thì bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh nhẹ, trong khi thì các cổ phiếu mà có cái nền tảng thông tin tốt thì vẫn có xu hướng đi lên. Tuy nhiên thì cái sự phân hóa về các cổ phiếu thì là rõ ràng, tuy nhiên thì dòng tiền thì theo tôi là đánh giá là nó không quá rõ ràng, bởi cái thanh khoản duy trì ở mức tương đối trung bình và cái giá trị giao dịch thì nó cũng ở mức trung bình thôi. Thì trong phiên giao dịch giai đoạn hiện nay thì tôi cho rằng là nhà đầu tư sẽ có một cái sự lưỡng lự nhất định, và cái việc cơ cấu danh mục cũng như là đầu tư ngắn hạn thì rất là khó. Tuy nhiên thì về cái nhìn dài hơi hơn thì chúng ta vẫn có thể xác định được ở những cái nhóm doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt thì vẫn đang có cái xu hướng đi lên và chưa có cái dấu hiệu mà kết thúc. Dạ. Anh có nghĩ là mức tâm lý 620 điểm dường như là đang hình thành một mức hỗ trợ mới cho các chỉ số hay không ạ? Thực sự thì chỉ số trong tuần giao dịch trước đang tiến có khả năng là tiến hướng về các cái vùng kháng cự mạnh hơn ở vùng 640. Tuy nhiên thì sau 2-3 lần mà có cái xu hướng mà bật lên thì đã có cho tôi thống kê ấy, thì có khoảng 3-4 phiên là bắt đầu có cái dấu hiệu thoái lui về vùng 620, và dường như là cái vùng 620 đang tạo ra một cái mặt bằng hỗ trợ mới về mặt tâm lý nhiều hơn là mặt kỹ thuật, thì có thể là sẽ hỗ trợ thị trường trong thời gian sắp tới. Và trong phiên giao dịch ngày hôm nay ấy, thì ngay khi thị trường mà lình xình ở trong cái giai đoạn đầu tiên ấy, thì cái mức 620 cũng tỏ ra tương đối mạnh, và đây là tạm thời là một cái nền tảng tốt hỗ trợ cho cái mặt chỉ số trong vòng vài phiên sắp tới. Dạ. Trong cái phiên giao dịch ngày 20 tháng 6 thì tôi thấy rằng dường như cái nhóm cổ phiếu Bendy đang là cái điểm đến điểm thu hút cái dòng tiền, thì anh có thể phân tích rõ hơn về điều này ạ? Thực sự thì các cổ phiếu Bendy trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi mà bật tăng thì chỉ có riêng biệt một vài cổ phiếu thôi. Còn các cổ phiếu Bendy có thị giá thấp khác thì dường như là khó. Ví dụ như là trong tuần giao dịch trước thì chúng ta có thể thấy là ITA Tân Tạo có một cái lực vào rất là mạnh đẩy giá cổ phiếu lên. Tuy nhiên thì với một cái cổ phiếu như Tân Tạo với số lượng cổ phiếu rất là lớn và không có thêm nhiều thông tin hỗ trợ thì cái sự bật tăng tiếp trong tuần này là hơi tương đối khó. Tuy nhiên thì trong phiên giao dịch hôm nay chúng ta có thể thấy có sự trở lại của một vài cổ phiếu, ví dụ như là TLH hoặc là một vài cổ phiếu khác như là VNE, tức là những nhóm cổ phiếu mà đã từng có một cái bật tăng trong tuần 2 tuần trước và đang bắt đầu điều chỉnh. Thì những nhóm cổ phiếu này là những
cái cổ phiếu Penny được chọn lọc, thì tôi cho rằng là cổ phiếu Penny dù có thu được dòng tiền nhưng mà nó cũng có một cái sự phân hóa vào những cái cổ phiếu mà nó có một cái sự yếu tố là đã điều chỉnh giá nhất định hoặc là có những thông tin dự báo tốt thời gian tới. Ví dụ như là cái nhóm cổ phiếu ngành thép thì trong đó các cổ phiếu này có TLH thì cái thị giá còn đang thấp. Thì tôi dự báo rằng là trong cái thời gian tới khi mà dự báo kết quả kinh doanh tốt thì đây là một trong những nhóm cổ phiếu mà được gọi là cổ phiếu Penny thì sẽ thu hút được dòng tiền và tương đối hấp dẫn trong thời gian sắp tới. Dạ. Trong nhóm các cổ phiếu mà có nền tảng tốt đó, thì chúng tôi nhận thấy là có cổ phiếu của Thế Giới Di Động cũng như là Binaco thì đang có cái xu hướng là tăng dần. Thì anh nghĩ rằng hai cái cổ phiếu này liệu có còn hấp dẫn nhà đầu tư nữa hay không ạ? Đúng là nếu mà chúng ta nhìn vào chỉ số index trong thời điểm hiện tại thì dường như là chỉ số rất khó vượt qua được những vùng kháng cự mạnh. Tức là về biến động tăng trưởng của chỉ số thì là không đáng kể. Tuy nhiên thì nhà đầu tư cũng đang có thể nhìn thấy một cái sự vượt trội của thị trường trong năm thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay. Đó là cái việc tăng giá rất là tương đối mạnh của rất nhiều nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản. Trong đó điển hình ví dụ như là Binaco hoặc là Thế Giới Di Động hoặc ngoài ra còn rất nhiều cổ phiếu khác. Thì những cổ phiếu này vẫn có một cái xu hướng uptrend thật sự là dài hạn trong vòng nhiều năm qua. Và ngay trong thời điểm thị trường biến động tương đối thận trọng trong vòng 1-2 tháng trở lại đây thì các cổ phiếu này vẫn tiếp tục tăng điểm. Thì với Thế Giới Di Động thì chúng ta có thể đánh giá tới là từ nay đến cuối năm ngay ở công ty này họ cũng đưa ra cái dự báo cho cái hệ thống bách hóa xanh hoặc là một số cái hệ thống điện máy xanh hoặc là kết quả kinh doanh. Thì về cơ bản là có những cái lĩnh vực kinh doanh thì họ chưa dự báo hết được. Tuy nhiên thì các cái kết quả trong 5 tháng, 6 tháng đầu năm được công bố được ra rồi thì chúng ta có thể thấy là tốc độ tăng trưởng về mặt doanh thu và lợi nhuận của Thế Giới Di Động trong 5 tháng đầu năm về doanh thu lợi nhuận thì đều tăng hơn 80% so với cùng kỳ. Thì có thể nói đây là một trong những cái doanh nghiệp mà tiếp tục có một cái tốc độ tăng trưởng rất đáng nể trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì cái sự tăng giá của cổ phiếu là tương đối phù hợp với cái việc mà doanh nghiệp đưa ra các cái thông tin tốt. Ngoài ra Pinaco trong vòng 1-2 ngày tới thì chúng ta sẽ đón nhận cái việc mà chốt danh sách để chi trả cổ tức và chia thưởng cổ phiếu, thì tổng cái chia thưởng này sẽ lên tới khoảng 60%. Thì đây sẽ là một thông tin tốt hỗ trợ cho cổ phiếu này. Nói về những cổ phiếu như vậy thì tôi đánh giá rằng là trong ngắn hạn nhà đầu tư sẽ khó có một cái việc đầu tư hợp lý. Tuy nhiên thì trong cái chiến lược trung và dài hạn thì những cái nhóm cổ phiếu này vẫn là những nhóm cổ phiếu hàng đầu cho nhà đầu tư lựa chọn. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Phần trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình chúng tôi. Mời quý vị hãy cùng tiếp tục giữ kênh FBC để đến với phần 2 của chương trình.